Thưa quý vị, không để dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến phục vụ khách hàng, đảm bảo hoạt động ngân hàng được an toàn thông suốt, khơi thông và gia tăng các nguồn vốn của địa phương cũng như các nguồn vốn khác, hỗ trợ giải ngân giúp người nghèo, đối tượng chính sách khác đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 để tạo việc làm, mở rộng sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống ngân hàng chính sách xã hội từ trung ương đến địa phương trong những tháng đầu năm 2021. Sáng ngày 8 tháng 6, điểm giao dịch lưu động của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ có khoảng hơn 20 hộ chính sách đến nhận vốn, với tổng dư nợ giải ngân đợt này là hơn 1 tỷ đồng. Hoạt động giao dịch trong điều kiện tuân thủ thông điệp 5K của ngành y tế. Bà Thái Tị Lý, hội viên Hội Phụ nữ phường Hòa Thọ Tây vừa mới được giải ngân 50 triệu đồng, vui mừng cho biết đây là số vốn để gia đình mở cửa hàng tạp hóa nhỏ tại nhà. Vì hiện tại cả hai vợ chồng đều không có việc làm, trong khi đứa con út đang học đại học năm thứ ba. Ngân hàng chính sách và tổ vay vốn tạo điều kiện cho tôi để tôi có được 50 triệu vốn thêm vô để mà kinh doanh mua bán hàng ăn và hàng giải khát. Tạo cho gia đình tôi có một khoản thu nhập để cải thiện đời sống trong cái thời gian dịch bệnh. Tôi rất là cảm ơn. Ủy ban nhân dân phường Hòa Thọ Tây cho biết, nhu cầu cần việc làm chuyển đổi sinh kế của người dân trên địa bàn phường rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra từ năm 2020, thì nguồn vốn từ tín dụng chính sách đang dần trở thành chủ công thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Riêng trong tháng 5, nguồn vốn đã giải ngân gần 3 tỷ đồng cho trên 60 hộ dân của địa phương vay. Trong tháng 6, dự kiến có thêm 22 hộ mới được tiếp cận nguồn tín dụng này. Thì cái nguồn vốn của ngân hàng để giải ngân cho các hộ dân trên địa bàn chúng tôi, để đặc biệt là tập trung cho các hộ nghèo, hộ khó khăn vay, thì cái việc mà vay về giải quyết việc làm ở địa phương là rất hiệu quả để mà đảm bảo được ổn định đời sống của nhân dân từ hộ nghèo để vươn lên thoát nghèo. Hộ cận nghèo cũng lên thoát nghèo bền vững. Trong điều kiện hiện nay đối với địa bàn phường thì tập trung cho cái kinh doanh buôn bán dịch vụ, phục vụ cho cái khu công nghiệp Bà Cầm cũng như cái công nhân ở đây, thì có cái điều kiện như thế thì các hộ dân chúng tôi vay cái nguồn vốn này về tập trung cái việc phát triển kinh tế, giải quyết việc làm nên rất là hiệu quả. Trong 5 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Đà Nẵng đã giải ngân hơn 640 tỷ đồng với gần 13.500 lượt khách hàng vay vốn. Trong đó, vốn trung ương chuyển về trên 260 tỷ, ngân sách thành phố và các quận huyện ủy thác hơn 126 tỷ và hơn 400 tỷ đồng từ nguồn thu hồi nợ đến kỳ đáo hạn. Từ nay đến cuối năm, ngân hàng luôn đảm bảo nguồn lực để tiếp tục giải ngân cho các đối tượng đủ điều kiện có nhu cầu. Dự kiến từ nay cho đến hết năm thì thành phố sẽ tiếp tục cân đối ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội khoảng 100 tỷ để cho vay hỗ trợ duy trì và tự tạo việc làm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng dự kiến thu hồi cái nguồn vốn xoay vòng, dự kiến khoảng tối thiểu về trên dưới 400 tỷ. Như vậy về từ nay đến cuối năm thì cơ bản chúng tôi có thể đáp ứng được các đối tượng, và đặc biệt kể cả một số cái đối tượng mà thành phố đang theo đề xuất kiến nghị của Hiệp hội Du lịch là chuyển đổi ngành nghề cho các Hiệp hội Du lịch, thì khả năng chúng tôi vẫn đáp ứng được trong cái cân đối cái nguồn vốn cho vay mới cũng như cái nguồn vốn thu hồi xoay vòng của mình. Có thể nói, cả hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội đang nỗ lực thực hiện mục tiêu của chính phủ giao, đó là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Nghiêm túc thực hiện quy tắc 5K, đảm bảo an toàn đối với cả cán bộ ngân hàng cũng như khách hàng đến giao dịch, không để dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng, đảm bảo dòng vốn liên tục khơi thông, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.